Mạnh nó vô đây coi, vô coi dạ. Phá vô nhìn lắm, mà cứ đứng hí hí. Quen. Wow, đẹp quá à. Đâu bếp kìa. Hai cho con đây. Nhìn kìa. Kìa, quá trời đồ ăn luôn. Wow, đẹp quá à. Một triệu mấy đó con. Wow. Nè, khoan, để chín nhỏ ra cho. Đẹp rồi. Quá đầu bếp kìa. Hôm nay mấy nhóm làm được, mấy nhóm trở thành đầu bếp luôn ta. Bây giờ cô cái kéo rồi con. Dạ. Hôm nay là ngày đỉnh của con. Con coi gì đó. Rảnh rảnh soạn đồ chơi em lấy cái đầu bếp rồi ra hết. Dạ. Quả trứng luôn mẹ. Wow. Hồi đó mẹ mua cho con một đống trứng đâu rồi. Quá. Đó, mấy nhóm có quyền cái nhà bếp luôn. Wow, được lấy cho em trứng coi. Wow. Okay. Mẹ nhóm là... nhóm con ngoan, hôm nay có học đem điểm 10 cho mẹ không vậy? Đúng, có cái nước đá luôn kìa. À, nhóm. Nguyên cái kệ bếp con để sát tủ luôn. Nhóm ơi. Dạ. Nay con đem điểm 10 cho mẹ không? Chừng nào mà con làm giỏi thì là con có điểm 10. Cái tình cái vậy? Chừng nào làm giỏi mẹ mới cho đồ chơi. Lấy cái này ra, thắt nguyên hàng dựa tủ cho em. Từ từ phải sắp xếp vô đây giờ con mới tháo ra. Kìa, cái này con phải để sát tủ rồi, để sát vô luôn con. Thấy vô, để sát vô đi chính tháo ra chưa? Con để sát vô. Kìa, lại nói đi con. Lấy mấy cái đó cái quần lấy. Thích không? Dạ hết. Ủa? Đây là cái bồn rửa chén này nha con. Nhìn chín liền kìa. Quá trời đều đẹp luôn. Hai hai coi dưới tủ có gì không này để chín. Ủa cái này có thể mở hộp tủ ra nè. Nhưng mà chừng cái chừng nhảy á. Cho nó mở được. Nhưng mà nhìn nhìn nè, em có nhiều đồ trong phòng bếp hay lắm. Nhưng ơi, để có gì nè. Nè mẹ có cái nồi hấp bánh bao nè, có ly trà sữa nè. Có bà chi chi nữa kìa. Với lại có một bịch nữa đó là bánh xúc xích quay dài. Wow, bắt kìa. Bắt là bắt. Cái này chắc lấy đồ gấp lớn cho nó chơi quá nha. Ngon quá. Dạ đúng rồi, nhà em ở F5 á anh, ấp số C Bình Chánh á. Dạ đúng rồi, anh cho xe xuống đi. Nó như nó còn khóc, nó không chịu ăn, nó còn khóc nữa nè anh. Bây giờ nó không chịu ăn nữa. Đó, nó đứng nó khóc nè anh, nó không lại ăn nữa. Nhà em gần khu Đồng Danh á. Dạ. Ngày nào ăn em cũng mệt đó anh ơi, sáng trưa chiều tối lúc nào ăn em cũng mệt hết á. Không khi nào mà em nó viết bài cũng lâu, nó ăn cũng lâu. Mà nó còn khóc nhè nữa, hỏi chút mà nó khóc à. Anh cho xe xuống đi nha anh. Dạ. Đúng rồi đó, nó giờ nó không chịu ăn luôn nè anh. Em có câu ai cô đơn. Đi tìm lên đi thâu cảm ơn hai đẹp đời. Có bao nhiêu thiệt quá. Trên đi quên đi cơ hai bao nhiêu cuộc đời. Đã xong rồi.
Cái này ngọt thích chưa con? Đĩa thích chưa? Múc kem ăn đi con. Múc chín mát này. Lại lát nữa không? Chụp để giờ nó quay con. Múc kem ăn đi. Ngon quá ta. Múc kem ăn đi. Múc ăn kem gì vậy? Kem sô-cô-la. Sô-cô-la vô tay. Ngon quá ta. Con ăn thử này, không nhóm này ngon này con. Dâu sữa chua. Nè sữa chua là ăn thử một muỗng thôi. Nè ba ăn thử một muỗng thôi. Thì vì cô cũng có nhìn, cô nhìn chứ ăn đi dẫn kém rồi đó, ăn đi dẫn kém. Cái gì đây? Đó là cái gì? Đồ chơi. Cái này Trinh tặng trước sinh nhật của con nha. Cái này sinh nhật của con, Trinh chở đi chơi chứ Trinh không mua đồ chơi này nữa nha. Tặng hết trơn rồi. Hả? Sinh nhật tặng mấy cái quà rồi. Tặng trước không được. Chứ cho con hết đi mà. Rồi, chính thái cho con chơi. Dạ. Phải không? Dạ phải. Thích không? Thích. Phải. Ai mua cho con vậy? Là 9 tiền đó. Đã quá ta. Bắt đầu mình khui hộp quà nha. Đây, chính thái cho con chơi. Không có hát nha, hát là không chơi nha. Chơi với con nha. Trời, một hai. Chuyên bay cho mình nha, chuẩn bị hôm nay. Tóc đeo keo, kéo. Ủa, nhóm kiếm chứ ra làm gì vậy? Sợ ăn gài đi. Tính chứ bước ở đây chi vậy? Kéo, kèm. Với mẹ không? Dạ. Nói gì? Con muốn nói với mẹ lần đầu, con rất thương Chính. À, con muốn nói với mẹ con rất thương Chính hả? Ờ. Vậy con có thương mẹ không? Thương chứ sao không? Con thương ai nhất? Chính là với mẹ Hiền. À vậy hả? Hả? Giờ con đang ở đâu ạ? Con đang ở quán cà phê sữa. À, con đang ăn cái gì? Sinh tố bơ, sinh tố dâu. Sinh tố bơ đâu? Rồi, đây là sinh tố bơ của bé Nhấm đây. Rồi, bé Nhấm còn uống cho mẹ Hiền coi nha. Dạ. Con tên gì? Nguyễn Thanh Hiền Hùng. Năm nay con mấy tuổi rồi? 1, 2, 3, 4 tuổi. Vậy hả? 5, 4 tuổi. À, đâu con làm đẹp rồi. À, rồi con làm xấu rồi. Bye bye. Rồi, con bye bye đi. Bye bye, chưa thôi. Ngon không? Ngon không?